tên là Ngọc. Ngọc, Ngọc dạ. Bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi. Ngọc làm ở việc ở đâu? Dạ, em làm bên nhân viên kế hoạch công ty may chị. Chúng ta sẽ gặp chàng trai, mời bạn. À, chuẩn bị kỹ quá hả? Chuẩn bị từ lúc nào? Dạ, từ tối hôm qua anh. Tối hôm qua hả? Dạ. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Trung Hiếu. Trung dạ. Hiếu? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Anh em 25 tuổi. 25, bạn chuẩn bị làm gì vậy anh Linh? Dạ, em làm bảo vệ. Bảo vệ? Dạ. À, bảo vệ cho những cô gái như bên kia hả? Dạ, có bảo vệ tài sản, có bảo vệ người cũng có. À, dạ. Quê Ngọc ở đâu? Dạ, em ở Quảng Nam. Mình vào Sài Gòn được bao lâu rồi? Cũng 3 năm. Em có thể chia sẻ một tí là lúc em mới vào đây khó khăn nào mà em đã gặp phải? Lúc em đi vô Sài Gòn á thì em đi chỉ có một mình thôi. Em không có một người thân nào ở trong này cả. Em nghĩ là chắc ở Sài Gòn nó cũng giống ở quê. Nhưng mà khi em vô tới bến xe Miền Đông rồi á, em mới thấy là bàng hoàng. Tại sao bây giờ thì nó người đông như vậy, bây giờ mình sẽ về đâu? Xong lúc đó em mới gọi về cho gia đình. Mẹ em mới nhờ được một cái anh đã vô đây là lập nghiệp rồi, có gia đình ở trong này, nói với anh đó là giúp đỡ em. Xong rồi anh đó đồng ý và đi xuống đón em từ bến xe về nhà. Về nhà của anh đó luôn? Dạ đúng rồi. Thời gian đầu là ở cái nhà của anh đó? Dạ đúng rồi. Động cơ nào mà tự nhiên khiến em bỏ quê của mình mà vào trong này? Lúc đó ở quê bạn em ai cũng ra trường xong thì quê bạn có gia đình, cho nên em sợ có chồng em đi Sài Gòn. À, có nghĩa là em không muốn lấy chồng, ở quê lấy chồng, em muốn lập nghiệp, em muốn giúp đỡ gia đình. Dạ. Rồi, rồi bạn ở đâu? Dạ em từ Vũng Tàu. Vũng Tàu hả? Dạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào được 6 năm rồi. Dạ. Cái công việc của bạn ngoài làm bảo vệ bạn còn làm gì nữa? Dạ em còn kinh doanh nhỏ ngoài nữa. Kinh doanh nhỏ là kinh doanh gì bạn? Dạ, kinh doanh về quần áo, trẻ em, rồi hàng nông sản sấy khô như hành tỏi rồi. Bạn bán hành tỏi rồi đó hả? Dạ. Bán ở đâu bạn? Dạ trong chợ Bến Thành và những cái mối giống như công ty hay khách lẻ đặt ở ngoài qua điện thoại trên mạng. À, tức là bạn đem bỏ hàng vào trong chợ Bến Thành hả? Dạ. Trai bán hành tỏi có sợ con gái chê không? Dạ không, có gì đâu anh. Em nghĩ đâu kiếm đồng tiền bằng sức lực của mình chứ không phải là lừa đảo hay lừa gạt gì ai đâu. Rồi có bạn gái chưa? Chưa, bây giờ nó ngồi đây rồi. Trước kia có chưa? Cũng có. Mấy mối tình rồi? Dạ hai rồi. Hai rồi? Dạ. Trời ơi cũng dữ quá vậy hả? Hôm nay đến đây xách cái đàn theo làm gì? Dạ em đàn tặng cho bạn với lại anh với chị. Đàn tặng đúng không? Đây, rồi xin mời bạn. Nhỏ thôi. Rồi thể hiện tài năng của mình đi. Em chỉ chơi theo cái cảm nhận của em mà bài nhạc thôi, em chỉ tự mò thôi, nhưng mà có gì có tự mò hả? Dạ rồi dạ. Xin mời bạn. Như vậy được rồi. Cảm ơn bạn. Em Ngọc. Vài nốt nhạc cũng có thể làm các cô gái cũng cảm mến rồi ha. Ngọc cảm nhận như thế nào về tiếng đàn của bạn trai ngồi bên? Dạ em thấy rất là hay. Chị cũng cảm nhận là rất là sâu sắc đó. Bạn lựa cái bài nhạc đó, mình hiểu đó là một con người cũng đầy tâm trạng và đầy cảm xúc. Giờ chị muốn chia sẻ tiếp một tí nữa với Ngọc là khi mà em mới lên Sài Gòn vậy đó thì em làm những công việc gì? Thì lúc đầu em vô thì em không có việc làm thì em ở với anh chị, tức là giúp đỡ anh chị dọn dẹp nhà cửa rồi chăm em. Ồ vậy đó hả? Có nghĩa là mình cũng phải làm đủ thứ hết cho nên mới đến cái công việc hiện tại ngày hôm nay đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà hồi nãy chị nghe em chia sẻ là vì em không muốn lấy chồng nên em từng về quê mới vào đây lập nghiệp. Thì bây giờ có ý định muốn lập gia đình chưa? Sau 3 năm thì em muốn tìm hiểu một bạn trai để chia sẻ lúc nào đó em cảm thấy buồn hay là những lúc em tự kỷ chẳng hạn. Những lúc em tự kỷ là những lúc nào? Lúc em mà cảm thấy buồn á thì khi về nhà em có thể là vừa giặt quần áo vừa hát lên để cho nó át đi những cái suy nghĩ của mình, hoặc là em nghe những cái bài giảng của các thầy á nói về ý nghĩa của cuộc sống rồi nói về cách để vượt qua những cái tâm trạng của mình lúc mình buồn hay là sau đó. Em có thường hay đi ra ngoài đi chơi đồ không? Dạ có chị. Ngày chủ nhật á thì em hay đi lên chùa hoặc là đi từ thiện. Sao không nghe cái chơi gì mà nó trẻ trung, nó sôi động với bạn bè chơi gì? Dạ có chị, đi từ thiện là mình tổ chức các trò chơi cho các em nhỏ và các hoạt động giải trí. Những mẫu hình bạn trai của em là như thế nào? Em thích bạn trai lớn tuổi anh ơi. Lớn tuổi là lớn hơn em bao nhiêu? Em thích lớn hơn em 5 tuổi rồi. Bên là bên đây mới lớn hơn tuổi rồi sao? Bạn trai của em thích là điềm đạm một chút, biết suy nghĩ, chín chắn. Còn bên đó thích bạn nữ của mình là cái mẫu người như thế nào? Ăn nói dịu dàng và phải biết
trước biết sau, biết lớn biết nhỏ, phải biết chăm sóc cho gia đình. Em thì tính em thích giao du rộng rãi, bạn bè thì cũng thích một người con gái nhưng vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Rồi bây giờ cuối cùng trước khi chị qua xem mặt bạn trai đó cho em thì em cho chị biết là em không thích cái gì ở bạn trai của mình. Em không thích bạn trai em quá lùn. Lùn là cỡ bao nhiêu gọi là lùn? Thấp hơn em. Em cao bao nhiêu? Em 1m6 chị. 1m6 ha, vậy bạn trai phải cỡ 1m65 đổ lên mới ok. Dạ, đúng không? Dạ em rồi cái gì nữa? Không hút thuốc lá. Tốt không? Cũng có ít ha. Có ít rồi bỏ nha. Chào em. Dạ. Em đàn rất là hay, có cảm xúc. Dạ cảm ơn chị. Giờ còn bán tỏi không? Dạ còn chị. Tỏi hả? Hàng kia nghe mùi tỏi không? Dạ. Em cao 1m7. Dạ em cao 1m7 chị. 1m7 thì được. Không hút thuốc thì phải bỏ hút thuốc đi ha. Chị thì chịu đó, nhưng mà chị nghĩ bên đây chắc không chịu quá. Mà chúc em may mắn. Dạ, chị cảm ơn chị. Còn mọi quyết định là phải chờ nhờ cái cô này cô quyết định. Dạ, nha. Dạ. Để anh coi xem thế ha. Dạ, em chào anh Nguyễn. Rồi, xin chào bạn. Bạn là một người rất là cởi mở, một người rất là vui tính và rất là năng động. Rồi, ok. Rồi, bây giờ cho hai người ta gặp nhau đi. Rồi, bây giờ màn đâu? Kéo màn lên. Nãy giờ chúng ta đã trao đổi rất là nhiều qua tấm màn và cũng hiểu nhau một phần nào đó. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Anh làm nghề kinh doanh tỏi đúng không ạ? Đúng rồi. Lúc đầu em mới nghe em cũng bất ngờ, tại vì em không biết cái kinh doanh tỏi là cái gì. Tại vì mặt hàng kinh doanh là mặt hàng tỏi sấy chứ không phải là tỏi khô. Sấy thì mình xuất khẩu qua nước ngoài, mình hành với tỏi hoặc là cà rốt. Em hỏi là thời gian rảnh thì anh sẽ làm gì? Anh đi cũng mà đi kiếm những cái mối khác, những vòng vòng ở chợ hoặc là đi bạn bè, hồng không thì về ngủ. Là kết hợp giữa công việc và đi chơi trong những ngày nghỉ. Vậy anh có hỏi gì về em không? Hỏi em có thích ăn tỏi không? Em quan niệm thế nào khi người con trai đó làm cho em cười hay em hạnh phúc khi em nhìn thấy người con trai đó cười? Em hạnh phúc khi cả hai. Tại vì những lúc người đó buồn thì em muốn cho nụ cười của người đó thì sẽ làm em vui chẳng hạn. Còn những lúc nào đó em cảm thấy trống trải hay là buồn thì nụ cười mà người đó mang lại đó là điều hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ em với bạn trai em hẹn, cái người con trai nó tính trễ khoảng 1 tiếng đi, bạn trai tới rồi, cái điều tiên em sẽ làm là gì? Rất là giận. Thường á em để bạn trai chờ không à, em không có phải đợi bạn trai. Bởi vì ta mới níu. Em nãy em nói là phải lớn hơn 5 tuổi cho lên, giờ hơi lớn hơn con tuổi được không? Em sẽ tìm hiểu lại. Em thấy anh này ấn tượng với em lúc đầu tiên không? Dạ có, ấn tượng với tiếng đàn guitar. Còn con người có ấn tượng gì không? Em nhìn kỹ đi chứ nhìn xuống đất chị. Suy nghĩ. Nhìn cho kỹ đi, có ấn tượng gì với em không? Dạ có chút chút. Chút là về cái gì? Một nút ruồi bên cạnh. Đúng rồi. Có cái nút ruồi, dễ lắm. Còn bạn gái có ấn tượng gì với bạn không? Hay cá tính xíu. Em nghĩ có phù hợp với em không? Em thì không có bắt buộc là mình phải theo một cái phong cách nào, nhưng mà quan trọng là cái tâm bên trong người đó có tốt hay không. Còn mà nếu mà không thì em suy nghĩ lại. Thì em hỏi đi coi tâm em có tốt không? Ví dụ như vậy câu cuối cùng ha. Trong gia đình có 3 người, cha mẹ và con, thì đối với em người nào quan trọng nhất? Cha mẹ và con. Nếu như đã là người thân á thì ai cũng là quan trọng hết á, tùy theo tình huống để mình xử lý chứ không phải là mình đặt nặng vấn đề em yêu thương mẹ hơn hay là em ghét ba hay là em yêu thương con hơn. Đã em không thích là bạn trai của em hỏi em cái câu đó. Bây giờ thôi nữa anh bị quan lạc, bị lạc vấn đề rồi nên tại vì hiểu lầm. Đối với anh hồi nãy là anh không phải nói là cái tình thương cha mẹ quan trọng, ý của anh quan trọng đây là cái quan trọng về được cái đường dài tương lai sau này. Ví dụ bạn sẽ chăm chút cho con nhiều hơn hay là chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn hay là chăm sóc cho người chồng nhiều hơn, ý là mình cái câu hỏi mình là người chồng nữa hả anh? Em không biết là mọi người phụ nữ khác thì như thế nào, nhưng mà theo như em nhìn thấy á, một người phụ nữ mà đã sinh được một người con ra rồi á, đối với người mẹ đó là một thiên thần. Và đương nhiên là người ta sẽ chăm sóc người con của người ta rồi, chứ chồng thì tự biết chăm sóc rồi. Dạ, cuối cùng câu hỏi cuối cùng chị hỏi em, chứ phải em hỏi người ta nữa là dạ. Thấy có thích người này hay là không? Dạ, hỏi nhiều quá mà hỏi thách đố không mà hỏi khó không mà, đúng không em? Bên dạ đúng em, rồi chị. Cuối cùng là em nhìn bạn này em có ấn tượng có thích hay là không thích? Tương đối thích. Tương đối nữa, hết giờ. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ và quyết định bấm chuông. Đồng ý thì bấm chuông, không đồng ý thì khỏi bấm. Rồi mời bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ kỹ giống như lúc đặt câu hỏi vậy đó. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi mời bạn. Lý do tại sao bạn lại không đồng ý hẹn hò với bạn gái?
tại vì em theo cái tâm hồn nhiều hơn. Em thì cái người sâu lắng, nó nặng tình cảm nhiều hơn. Em với bạn gái có một khoảng cách nào đó. Bạn gái cũng tình cảm mà. Chị thấy nãy giờ trả lời những câu hỏi của em rất là thẳng thắn, chân thật. Tại sao em không cảm được ở cái chỗ nào? Mà em không hiểu tại sao, tại lúc đó em cảm thấy là không phải là người con gái mình đang tìm kiếm. Thế còn em, tại sao em lại chọn bạn Minh đó? Tại vì em nghĩ là mình nên tìm hiểu, chứ nói chuyện vài ba câu không hiểu được nhau, cho nên là đừng vội quyết định rồi. Một cái gì cả. Hiện giờ cảm giác của em như thế nào khi mà bên đó không đồng ý hẹn hò với em? Có cái gì đó hơi buồn nhưng mà không sao hết. Rồi dù sao thì cũng cảm ơn hai bạn rất nhiều vì hai bạn đã đến với chương trình. Chúc hai bạn sẽ mỗi người sẽ tìm thấy được niềm vui của mình trong cuộc sống.